Mimi xin kính chào quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, hội nghị đa văn hóa Multicultural Retail 360 Summit được tổ chức tại khách sạn Marriott thuộc thành phố Anaheim, California nhằm mục đích đào tạo các nhà lãnh đạo và phát triển kinh tế trong thị trường kinh doanh đa văn hóa. Kính mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây. Cuối tuần qua tại Marriott Anaheim Convention Center, miền Nam California, đã tổ chức hội nghị đa văn hóa dành cho các nhà kinh doanh bán lẻ của người bản xứ, cũng như các sắc dân khác, nhất là người gốc Á Châu. Hội nghị tạo cơ hội cho các nhà kinh doanh có dịp trao đổi, tìm hiểu và chia sẻ những kinh nghiệm về kinh doanh bán lẻ tại Hoa Kỳ. Ông Don Longo, đại diện ban tổ chức hội nghị đa văn hóa, đã trình bày lý do và mục đích của hội nghị này. Well, the Multicultural 360 Summit has been going on now for, this is the 11th year. We started for the past 10 years as the Hispanic Retail 360 Summit, and it started and it addressed at the time when the Hispanic population in the United States was growing exponentially, and every retailer in the United States was trying to figure out how they can better serve their growing Latino population. In recent years now, multicultural, all kinds of ethnic minorities, from Latino to African American to Asian American, and even culturally diverse groups of people like gay and lesbian, blended families, people who are bicultural, half African American, half Asian, half Hispanic. They've grown to be such an important part of the total market that it just felt natural that we would rebrand the conference from Hispanic Retail 360 to Multicultural Retail 360. Kính thưa quý vị, Mimi xin giới thiệu đến quý vị, đây là ông Harry Sagnido và ông là chủ tịch của công ty Sagnido đã tổ chức cho buổi hội nghị đa văn hóa hôm nay. Và sau đây xin mời quý vị cùng trò chuyện với ông Harry Sagnido. Harry, thank you so much for being here with us. Mimi, thank you very much for being here. We appreciate it. Now, Harry, this is an amazing event that you have. I see there's a lot of different retailers. Tell us about the reason why a lot of mainstream retailers are starting to pay attention to the multicultural industry. Well, long term, I would say retailers have been conservative about making changes. This is a change that occurred because they had to. With the influx of people from all over the world, as you know, and seeing the demographics and what's going on throughout the country, they realized that this was the right time to be able to put products on the shelves to satisfy the shoppers. And as a result of that, this whole area of multicultural has grown dramatically. And retailers now are really starting to become innovative in how they're handling and working with these people. Kính thưa quý vị, một trong những người tham dự hội nghị hôm nay mà chúng tôi được tiếp xúc đó là vị phó chủ tịch điều hành của một công ty bán lẻ gốc Á Châu, ông Albert Lin. Ông đã chia sẻ cảm nghĩ của ông về lý do tại sao ông đến với hội nghị đa văn hóa hôm nay. It's very good to come to this event because from this event, what we learn is that all the data, all the research validate what we knew all along. So now we have the real data. And we know that, and also what they have introduced for the mainstream to tell them that to concentrate in California for Asians, because that's what the data show. Yeah. Albert, as a successful business leader, what strategies or what advice would you give to the Asian American business owner in order to tap into the American market like you do right now? Okay, American market is very difficult. So you have to make sure your products are safe, okay? Especially with the FDA. In Northern California, I work with the FDA. And so with the FSMA, Food Safety Modernization Act, which the FDA is beginning to implement, with that, you have to make sure the manufacturer you buy it from has to be safe. Because now it's the importer that's legally and financially responsible. So the number one is you got to make sure your source are safe. Okay? And then second, once you do that, is consistency. Because if you're consistent and you don't dump the price and you do your regular marketing, you have a good reputation, the mainstream market needs you more than you need them. Bà Isabel Valdez, bà là cố vấn phát triển kinh doanh đa sắc tộc. Bà đã chia sẻ kinh nghiệm của bà về sự quan trọng như thế nào của người tiêu dùng. We all want the same. We are consumers, we are mothers, we all want
security, we want happiness, we want good products, we want to pay less. So we all want the same. But the way we each consumer of a different group, cultural group, looks for it is different. Và điều đặc biệt nhất trong buổi hội nghị hôm nay là có sự có mặt của cô Lam Dekieu. Cô là chủ tịch và là nhà sáng lập viên của Lead Across Cultures. Cô đến để chia sẻ và giúp đỡ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp bằng cách nào để đạt sự thành công về kinh doanh bán lẻ tại Hoa Kỳ. Cô đã diễn giải sự quan trọng về ngôn ngữ và văn hóa trong kinh doanh để có được sự thành công. What is culture anyway? Culture is the beliefs, the values, the attitude, the perception that are formed from generation to generation. Cô dẫn chứng về văn hóa trong gia đình của người gốc Á Châu, điều gì đã khiến cho họ quyết định chọn lựa và mua món hàng đó, và món hàng đó ảnh hưởng như thế nào đối với các thành viên trong gia đình của họ, cách thức trình bày và sắp xếp như thế nào để hấp dẫn đến tâm lý của người Á Châu. Và một vị khách tham dự buổi thuyết trình của cô Lam Dekieu hôm nay đã chia sẻ cảm nghĩ của cô về buổi thuyết trình. What would you say you take away from Lam's presentations? I thought what was great about her presentation is she had a very good explanation as far as the differences between, I think, the Asian community and also the American community, and you know, how maybe from Americans were more individualistic, for example, where Asians, it's definitely more of a collective nature about them. Importantly is maybe as we're thinking about how we market these products in the U.S., you know, not to really look at them as, you know, ethnic or international, because really these are people who've immigrated to the U.S. They are American citizens. So how do we really speak to them a little bit differently? So not to alienate them, but really make them feel, you know, so they're looking for items that are culturally relevant to them. And, you know, it's a sense of home when they see these items. And, you know, that's really important that we, you know, continue to have those offerings. Mimi, xin chào chị Lan. Xin chào Mimi và xin kính chào các khán thính giả của đài SBTN. Thưa chị, hôm nay thì em cũng được cái vinh dự ngồi trong cái buổi thuyết trình của chị. It was amazing. Chị có chia sẻ đến quý khán giả về những cái văn hóa và cái ngôn ngữ của người Á Châu trong cái thị trường kinh doanh. Hiện bây giờ thì để thâm nhập vào cái thị trường của người bản xứ là một điều rất là khó cho các nhà kinh doanh và càng khó hơn cho những người Mỹ gốc Á Châu nói chung và người Mỹ gốc Việt nói riêng. Thì theo chị thì những cái sự khó khăn đó là gì và làm sao họ có thể vượt qua được, thưa chị? Cảm ơn câu hỏi của Mimi. Đúng như vậy, những cái khó khăn thì cũng đó là tình hình chung thôi. Trong lịch sử của Do Thái có một cái câu nói là sự chiến tranh giữa sự cạnh tranh hay sự găng đua qua lại giữa David và Goliath. Có nghĩa David là một cái nhân vật rất là nhỏ bé và Goliath là một cái anh chàng rất là khổng lồ và đầy sức mạnh. Thì làm sao mà cái anh David, anh có thể chiến đấu mà anh tiêu diệt được anh Goliath? Thì quay lại đây, bây giờ chị sẽ nói trước là những cái mà điểm mà lợi thế của anh Goliath là cái anh đại khổng lồ. Vì cái chủ đề hôm nay của cái hội nghị này là về cho tất cả những nhà bán lẻ thì mình sẽ tập trung vào như vậy. Những nhà bán lẻ ở Mỹ thì họ là những nhà bán lẻ dòng chính. Những công ty như là Walmart, Kroger, Vons, AMPM, Walgreens, họ là những nhà bán lẻ dòng chính và đa số họ đã có tên tuổi, có cái brand mang tính chất toàn cầu. Thì những cái ảnh hưởng đó rất là lớn và khi mà chúng ta là những nhà kinh doanh, nhà bán lẻ châu Á, chúng ta sẽ không có những cái đó, cái tầm cỡ, cái scale chúng ta cũng không bằng. Và đặc biệt là chúng ta là hoạt động trên một cái địa hình, trên lãnh thổ mà tất cả mọi thứ nó không phải là dòng chính mà nó thuộc được dạng đưa vào là có thể gọi là dòng phụ hay là đa văn hóa hay là ethnic. Thì khi mình không có phục vụ, mình không có bán hàng cho những dòng chính thì mình sẽ cảm giác như là cái thị trường của mình nó nhỏ hẹp lại. Và một điều vô cùng quan trọng nữa mà mình nghĩ rằng là mình không có và mình cũng chưa làm đến, đó là cái mạng lưới network và sự ảnh hưởng. Thì những cái công ty tập đoàn to, họ có những mạng lưới, họ có những ảnh hưởng về chính trị, về quyền lợi, về tất cả mọi thứ rất là lớn. Thì những nhà bán lẻ nhỏ như của chúng ta châu Á, chúng ta chưa có những cái đó. Thì đó là những cái điều mà
khó khăn của chúng ta. Thưa chị, thì cái sự có mặt của chị trong cái buổi hội nghị hôm nay là chứng minh cái sự thành công của chị trong cái thị trường Hoa Kỳ. Thì các nhà kinh doanh của người Mỹ gốc Việt xem cái chương trình này thì họ muốn biết là cái điều gì đã làm cho chị thành công, và nếu mà họ muốn bước vào cái thị trường của Hoa Kỳ thì họ phải làm sao thưa chị? Theo kinh nghiệm riêng thì cũng cảm ơn Mimi, chị thì cũng không nghĩ là thành công gì. Đó là một cái journey, mà một cái chặng đường. Chị rất là vui và hãnh diện, tức là mình đi từ điểm A rồi tới điểm B tới điểm C, chứ còn con đường còn rất là dài. Cái mà chị muốn chia sẻ với lại các doanh nghiệp đó là quay lại chỗ cũ. Tức là mình là người Việt, mình là người châu Á sống ở đất nước và mình nghĩ rằng là mình là người thiểu số và có thể mình được đưa ra thành cái chủng loại categorize là mình là người thiểu số, nhưng mà mình không chấp nhận nó. Mình phải luôn luôn vượt qua chính mình, là mình phải ngoi lên, mình phải cho họ biết mình có tiếng nói và mình có sự ảnh hưởng và mình có đem tới những cái chân giá trị và cũng như những cái value đến cho cái dòng chính. Và khi mà họ thấy được điều đó thì họ sẽ rất là welcome, quan tâm và họ rất muốn mình vào, họ cũng rất là open. Kính thưa quý khán thính giả, chúng tôi vừa gửi đến quý vị phóng sự của buổi hội nghị đa văn hóa được tổ chức tại thành phố Anaheim, California. Mimi tường trình cho SBTN. Thank you.